Hội chợ Trung Quốc ASEAN Car Expo và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN Car Biz lần thứ 20 được tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Tại Hội chợ Car Expo năm nay, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục có quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN với khoảng 250 gian hàng tham gia hội chợ. Diễn ra trong 4 ngày từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9, Hội chợ Trung Quốc ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 thu hút gần 2.000 doanh nghiệp tham gia, tăng 18,2% so với năm ngoái. Trong đó có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc. Các doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN mang đến nhiều sản phẩm mới, công nghệ mới, thể hiện xu hướng thông minh, số hóa và carbon thấp, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng các quốc gia trong khu vực. Giống như các kỳ hội chợ trước đây, năm nay đoàn doanh nghiệp của Việt Nam tham gia với quy mô lớn nhất trong các nước ASEAN với 250 gian hàng, nằm trong khu triển lãm quốc gia Việt Nam với diện tích trưng bày khoảng 5.000 m2. Chúng tôi là công ty Tràng An, chúng tôi có rất nhiều các cái sản phẩm bánh kẹo với gần 60 năm kinh nghiệm. Thì hôm nay đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia Car Expo, thì chúng tôi rất mong là bắt đầu đưa được, giới thiệu được cái sản phẩm bánh kẹo tốt, chất lượng tốt của Việt Nam đến người tiêu dùng Trung Quốc cũng như là các nước ASEAN khác. Tôi thấy khu gian hàng của Việt Nam rất náo nhiệt với nhiều mặt hàng đa dạng phong phú. Tôi mong muốn có thể tìm mua các sản phẩm mang đặc sắc Việt Nam về chia sẻ với người thân bạn bè. Diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa mở cửa trở lại sau 3 năm bùng phát đại dịch COVID-19, Hội chợ Trung Quốc ASEAN, sự kiện xúc tiến hợp tác kinh tế thương mại quy mô lớn nhất giữa ASEAN và Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ mang đến những cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội giao thương. Phía sau tôi đây là gian hàng quốc gia Việt Nam với diện tích trưng bày hơn 5.000 m2. Tiếp tục là quốc gia có diện tích trưng bày và tham gia hội chợ với quy mô lớn nhất, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong các nước ASEAN. Đỗ Hưng, phóng viên Truyền hình Nhân dân, đưa tin từ Quảng Tây, Trung Quốc.